con gỡ đồ mình đi ngay. Có thể làm mỏng người mà. Khoảng 12 đến 13 mét. Cái bậc này đấy. 12 mét. Đi xuống một hơn nhé. Cậu đi sau đi cậu ơi. Con đi sau đi. Con đang quay. Con đi sau em. Đấy, con đi sau. Con đi chậm thì đã con. Con đi đi. Quay cả. Để biểu. Cái này thì lại ghép hai màn hình. Có ạ? Ghép hai màn hình. Đất quá. À, để đúng rồi. Lên. Rửa lên một chút.
6 thôi. Thank you.
môi với cả cánh tay luôn. Thank you.
một miếng nước vào đây coi. Tầm một uống nhá. Mình đi như này, tương đương với 54 tầng này, hai vòng. Lúc đầu mình lên 7 tầng rồi này, tròn 54 tầng. Tiếp bộ cầm chắc này phải nắm tay. Giờ thì không muốn gì đeo trên người nhưng ta nhạy được cân nào lại nào hay lại đây. Cố lên, vượt qua chính mình đi, vượt qua khổ nạn. Nhưng mà là vượt qua nghị lực của mình. Ngoài ra
từ một tầng nào xuống. Cứ rơi như này này, xong điện thoại để ở chế độ quay. Thế là khi đưa xuống thì quang này sẽ lại được à? Nó là nhạc lắm. Lộ vào cả kia. Đến nhà rồi. Chờ để bố gọi tôi.